Tao qua ca cái bản bản gì má? Bản hành dân để tao ca cho mày nghe nha. Rồi rồi má ca đi con nghe. Nghe nghe mày. Dạ dạ. Hội ca cầm là cái hội ca cầm, chúc cậu mở vào sang. Đông là đông con cháu, trên ô tô dưới thì ca nô, nằm giường lèo đắp thêm nệm gấm. Nệm gấm. Ủa sao nghe... im ra má? Quên mẹ rồi. Trời ơi má đang ca hứng vậy mà cái em má im vậy là mất hứng rồi. Trời ơi khi không bỏ lâu quá rồi tao quên. Công nhận nha, má còn ca hay ha, hết sảy luôn á. Vậy ba mày mới mê tao chứ. Ba mê? Mà ba mê má cái gì? Cái miệng hô của tao nè. Trời ơi, xấu mà khoe. Ba mày nói cái miệng hô vậy chứ có duyên gần chết luôn nghe. Nổ nổ. Khuya khuya trời có trăng á, tao đi gánh nước. Cái ba mày đón đường tao, ông năn nỉ tao nói em ca cho qua nghe mấy câu giọng cổ đi. Vậy rồi má có ca không? Có chứ sao không mày. Không ca sao loài mày được. Thế nè mày nghe tao ca nghe không. Trước khi tao ca đó, tao còn địa qua mày một cái nghe không. Cặp trong nghe tao nói chớp 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 nghe không. Bắt đầu mới ca. Anh sao ơi, anh có thương tôi thì nhờ mỗi mái trầu cao dăm hoài. Đừng có đón đường tôi giữa đêm thanh vắng. Tía má tôi hay đặng chắc là tôi phải bị ăn đòn. Số một, ba mày đã không gian ra mà còn đứng sát ba lại gần. Ông nói rằng hai ơi, mỗi khi em ca giọng cổ, cái mặt em hữu tình, cái miệng em nó có duyên sao đâu á. Mày nghĩ coi, hồi giờ mấy chàng trai trong làng tao đâu có chịu đứng gần ai. Vậy mà đêm đó khi nghe ba mày nói xong, mình mẩy tao nó mập ấp hết trơn vậy đó. Rồi ngày lại ngày qua, đâm ra thân thiết qua năm sau, tao với ba mày mới thành vợ thành chồng. Vậy rồi cái má đẻ con với Ngọc ra phải không má? Tao với ba mày ở với nhau được 9-10 năm gì đó. Tuy nghèo khổ nhưng mà gia đình rất vững hòa êm ấm. Một đêm nọ ba mày đi văn câu ở ngoài ruộng. Ông về ông bắt mưa mình mẩy với ướt loay ngoay. Tao lặt đặt nhóm bếp lửa lên cho ông hơ. Rồi tao nấu nước gừng cho ông uống. Vậy đó mà bệnh ổng càng ngày nó càng nặng thêm. Một đêm kia hơi thở của ông chỉ còn thoi thóp. Vậy mà ổng còn bắt tao ca giọng cổ cho ổng nghe trước khi ổng từ giá dương trần. Trước khi ổng đi ổng còn nói lại rằng em ráng cho hai đứa nhỏ nó học ca học hát nghe. Đó rồi ông mới từ từ nhắm mắt khi tao vừa ca nghe dứt nhịp sông lan. Nghe má nói mà con thương ba quá chừng à. Ba con mê cổ nhạc dữ gì đó hả má? Bởi vậy tao mới thương ba mày, tao mới chịu làm vợ ba mày. Nói thiệt với mày nghe, tao nhịn cơm thì được chứ nhịn ca tao chịu không nổi. Mà nè nha. Dạ dạ. Cho mày biết nha, rể của tao sau này cũng vậy. Thằng nào biết ca tao gả, không biết ca đi chỗ khác chơi. À